hai ngọn gió nào mà đưa đẩy anh hai ghé tể xá của em vậy? Ngọn gió Tây Nam nó thổi từ nhà mày á, nó quét nguyên cái xẻo lá này, bà con ná thở hết rồi. Ủa là sao này? Nghe nói dạo này mày nuôi heo khá lắm hả? Mở thêm chuồng đồ dữ lắm phải không? Dạ, cũng vừa mới bán cái đứa heo cũng lời, tôi định mở rộng thêm đó. Ê hả? Dạ. Nó sẵn nghiệp đó, xây cái đường ống thoát nước luôn đi, để cho bà con lối xóm ta nhờ với mày. Giỡn hoài anh ấy, tiền đó để tôi đầu tư vô làm ăn chuyện khác chứ. Cái nào đáng tốn cũng phải cho nó tốn với mày. Tiền đó để tôi mua thêm heo, tôi nuôi là cần thiết. Mình sống ở trong cộng đồng cũng phải nghĩ tới bà con chòm sống chứ. Chứ mày thả ra như vậy đó, bà con người ta hửi vô, ta chịu đâu có nổi. Bây giờ mày thấy không, cả cái xóm xẻo lá này nè, kẻ viêm mũi, người viêm họng. Có gì đâu anh hai, ai cũng làm như tôi mà, chứ đâu phải mình tôi đâu. Tôi thấy chuyện này nhỏ như hột mè mà làm quá. Cái chuyện nhỏ nhưng mà nó tác hại to, bà con ta chịu đựng hết nổi người ta mới lên tiếng. Anh hai á, anh nói quá thôi chứ tôi thấy có ai nói gì đâu. Người ta không nói đó là tại vì người ta nể tình chòm xóm, người ta giữ thể diện cho mày. Tôi thấy á, mấy người thấy nhà tôi làm ăn khấm khá rồi ganh ghét nói vậy thôi. Mày nói cái đó bậy à. Người ta thương mày, người ta mới nói đó. Chứ nếu người ta ghét mày, người ta không nói đâu. Người ta báo với chính quyền địa phương á, để cho chính quyền địa phương ta làm việc mày. Nói thiệt với anh hai á, ai thưa thì đi thưa đi, tôi đi hầu, đừng hù cái thằng 10 độ này à. Mày nói vậy thôi tao về. Mai mốt có chuyện gì á, mày đừng có trách tại sao tao không nói trước nha. Ừ, về đi, không tiện.